chào đón tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Quyền Năng Phái Đẹp. Thưa quý vị khán giả, chương trình Quyền Năng Phái Đẹp do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Pink House thực hiện. Và chúng tôi rất là vui khi được tạo ra một chương trình mà nơi đó phụ nữ sẽ thoải mái chia sẻ tất cả những điều thầm kín nhất của mình. Và cuộc trò chuyện của chúng ta ngày hôm nay sẽ xoay quanh một chủ đề: cọc đi tìm trâu. Rõ ràng là nó không hề mới một chút nào, nhưng những tranh luận xung quanh chủ đề này thì phải nói là chưa bao giờ ngã ngủ. Ngày hôm nay một lần nữa chúng ta sẽ cùng phân tích, mổ xẻ và cùng đưa ra những ý kiến đa chiều nhất về chủ đề này. Và đương nhiên sẽ không chỉ có Vân nói chuyện cùng với quý vị khán giả, sẽ còn có những khán giả đang có mặt trực tiếp tại trường quay, và không thể thiếu sự tham gia của những vị khách mời đặc biệt. Chúng ta sẽ cùng chào đón họ ngay bây giờ. Đầu tiên hãy cùng chào đón ca sĩ Hải Yến. Tiếp tục chúng ta sẽ cùng chào đón thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Tâm. Và một người đàn ông, anh ấy đại diện cho cánh mày râu. Chúng ta sẽ cùng chào đón MC diễn viên Đình Hiếu. Và tôi, Ốc Thanh Vân. Bây giờ thì xin phép quý vị cho Vân được trở về chiếc ghế của mình. Cọc đi tìm trâu. Câu chuyện này sẽ diễn ra như thế nào? Xin mời quý vị hãy cùng đến với tình huống ngay sau đây. Vì em là con gái ha. Vì em là con gái. Trời ơi, sao nãy ít lại quá vậy trời. Chào em. Chào. Hey quỷ, anh lộn nhà rồi. Người. Mà anh là ai vậy? Đẹp. Xin lỗi, em có phải là hot girl nổi tiếng trên Facebook Kim Anh Tiểu Thơ không? Trời ơi, với gian dốc này thì chính là em. Tặng nàng đây. Tính mua chuộc em hả? Không, nàng nhận đi, rồi nàng sẽ hiểu. Nhưng mà anh là ai? Ta là một kẻ từ miền xa xôi lắm. Đạp sơn hàng gió tuyết trở về đây. Để làm gì? Để kể cho bà nghe một câu chuyện. Chuyện gì? Ta đã tìm hiểu Facebook của nàng lâu rồi, nhưng không ngờ ngày hôm nay ta tận mắt chứng kiến. Ôi, nàng đẹp hơn ta tưởng. Ở ngoài đời nàng thật là xuất sắc hơn Facebook nữa. Cảm ơn anh quá khen, mà cái lời đó thì ai cũng khen em rồi, bình thường. Thật sự anh là một doanh nhân bên gỗ xuất khẩu, nhưng mà 5 năm trời anh về nước anh buồn lắm em biết không? Anh cứ lo bận rộn trong công việc, cho nên anh không có thời gian để hẹn hò, để tìm hiểu ai hết. Nhưng trên Facebook tình cờ anh biết được em, với cái tiêu chí mà em tuyển chọn người yêu đó. Mà anh đọc đi đọc lại thì tiêu chí đó chỉ có một mình anh hợp với em thôi. Ê, anh tự tin quá à. Mà nhìn thì cũng tạm tạm thôi. Một mình anh mới đáp ứng hoàn hảo những tiêu chí đó thôi em à. Trời ơi. Em. Dạ. Trí thức. Trí thức. Trí thức. Trí thức. Phải mang tính quốc tế. Đúng không? Dạ. Người đàn ông mạnh mẽ. Mạnh mẽ. Nhưng phải tinh tế. Chính xác. Điều quan trọng. Điều quan trọng. Kinh tế. Kinh tế. Phải hơn em vài bậc. Chính xác. Đặc biệt là cái gu cuộc sống là phải biết thưởng thức, phải biết là luôn luôn lúc nào cũng phải tìm tòi những mảnh đất mới trên thế giới. Chính xác. Và còn nữa, một còn... điều quan trọng dành cho phụ nữ là anh lúc nào cũng tôn trọng, yêu thương phụ nữ bên cạnh mình. Đúng ý của em. Vì vậy thì em còn ngần ngại gì? Tôi không cho anh một cơ hội để làm quen với em chứ. Anh ơi, em nghĩ là duyên phận của chúng ta đã đến với nhau rồi. Mà khoan anh ơi, để kỷ niệm cái ngày hôm nay á, bây giờ anh phải tặng cho em một món quà đi. Một món quà để mình kỷ niệm cái ngày kinh khủng này. Đúng rồi. Dạ. Mình sẽ đi shopping đi. Dạ, em thích lắm. Mình đi đi anh. Đi. Mình đi. Mình đi đi, đi anh. Đi. Đi đâu? Đường này, đường này, đường này. Cái đó vô toilet nhà em. Trời ơi, cặp đôi này, câu chuyện của họ giống như là phim hoạt hình vậy. Tình huống được nhìn với lăng kính rất là hài hước, thú vị và có phần hơi over nữa. Nhưng mà họ vẫn đưa ra cho chúng ta một cái câu chuyện, đó là cô gái này thực sự cũng là người rất là chủ động.
có vẻ hơi hoạt náo. Xin mời một ý kiến ạ. Mình tên là Thương, năm nay 32 tuổi. Thì thật ra với cái xã hội hiện đại như hôm nay á, thì mà cái quan điểm cọc đi tìm trâu thì đối với mình rất là bình thường. Người phụ nữ hoàn toàn có quyền chủ động để đi tìm hạnh phúc cho mình. Nhưng mà với cái yếu tố mà để đăng đàn công khai mạnh dạn như cô gái này trên cái Facebook á, thì nếu là mình thì mình sẽ không dám làm như vậy. Bởi vì thứ nhất là mình không muốn mình là đề tài cho mọi người bàn tán. Và cái thứ hai nữa là thì mình thấy là với mạng xã hội á, thì nó có cái gì đó gọi là sống ảo, không tin rằng là khả năng là tìm được tình yêu chân thật ở trên đó. Cảm ơn ý kiến của bạn. Và xin hỏi là có ai có ý kiến gì khác hay không ạ? Xin mời em. Dạ xin chào mọi người, em tên là Lệ Hằng, 28 tuổi. Tất nhiên cái chuyện gì nó cũng đến từ hai phía. Nhưng mà cô gái thì mình bật đèn xanh trước, nhưng mà không thể là chủ động như cô gái trong tình huống này được. Cái này là đèn của cổ là luôn ở dạ, trong chế độ xanh luôn á, không bao giờ vàng hoặc đỏ luôn á. Theo em thì cô gái thì nên tế nhị một tí. Cảm ơn em, chắc là sẽ lắng nghe ý kiến của một chàng trai đi. Mình tên là Hữu Tiện, năm nay 34 tuổi. Thì vừa rồi thì mình có đọc một người bạn thì có một cái status tương tự cái tình huống vừa rồi. Thì mình hiểu là khi mà họ nhận thức được cái quyền được chọn trâu thì họ có thể chủ động đăng những cái status và những cái tiêu chí của mình rất là rõ ràng, rất là nghiêm túc. Chắc cô bé này cũng có thể là ế lâu ngày rồi nên là nên là tâm lý cũng không bình thường phải không? Thật ra không, rất bình thường, nhưng mà họ bất ổn những chuyện là mặt gia đình thôi. Có nghĩa là họ đang muốn tìm kiếm một cái hạnh phúc thật sự chứ không phải là chỉ là đùa giỡn, nên là cái status chắc là sẽ có chữ cực kỳ nghiêm túc phía dưới cùng để mà mọi người khi mà mình đủ khả năng ứng cử thì mạnh dạn tới và tìm hiểu. Thật ra là gặp ai chăng nữa nhưng mà cuối cùng nếu gặp ở ngoài không hợp thì cũng không có một cái kết thúc hạnh phúc. Cảm ơn bạn với ý kiến vừa rồi. Em thấy anh Đình Hiếu anh cười cái gì á? Với cái mức độ của cái tiểu phẩm vừa rồi á thì mình bản thân mình hy vọng rằng họ đã tìm thấy nhau. Còn nếu mà với một cái cách nhìn mà chủ quan mà chỉ nhận xét từ bên ngoài vào á thì mình đang lo là không biết hai người này ai đang lừa ai đây. Bởi vì rõ ràng chàng trai thì đến bởi vì cảm thấy tò mò về cô gái này. Và cô này thì chỉ mới nghe anh này giới thiệu về bản thân thôi à, chưa biết gì hết. Thì họ đã tự cho rằng mà đã tìm thấy nhau. Thì liệu rằng trong cái mối quan hệ này ai đang tìm thấy ai? Theo anh nha, nếu như mà anh nhận được tín hiệu đèn xanh từ một cô gái nào đó giống như cô gái trong tình huống hồi nãy, và khi mà anh quyết định đến tìm cặp của mình á, thì anh có trở thành một cái chú trâu cũng rất là mạnh mẽ, dữ dội giống như người đàn ông khi nãy không? Nếu là cái người đó là cô gái mà mình để ý thì quá hợp lý rồi. Còn đây là một cô gái mà cô đang giống như cô đang quăng chài lưới đó, cô bắt cá coi con cá nào bự, con cá nào cân nặng, cá nào quý hiếm đó. Thì rõ ràng là mình phải suy nghĩ chứ. Mình không biết cô này ngày hôm qua cô đã gặp ai rồi, và liệu mình đi về rồi ngày mai cô gặp ai nữa. Mình phải lo sợ điều đó. Cuộc đời mình chỉ sợ nhất là cánh cửa đóng với mình, nhưng mà cánh cửa mở rộng quá mình không dám đi vô. Đấy là cái lo lắng mà em nghĩ là nó rất là bình thường của anh Đình Hiếu. Và em nghĩ rằng là cũng là cái lo lắng của rất là nhiều những cái quý vị cũng như là các đấng mày râu của chúng ta. Nhưng mà cái quan điểm của Hải Yến nhá, em khai luôn là tất cả từ mối tình đầu đến chồng em là em đi tìm trước. Wow, ôi một sự thú nhận rất là đáng yêu. Mà lúc đó là em không có đăng đàn là yêu cầu trên 1m7 cao to, da không được trắng, à gu của em. Sao tả sao y chang anh Đình Hiếu vậy? Anh Bình Đinh đúng rồi đó. Nhưng mà cái vấn đề cái bước trước là cô ấy đã có chồng rồi. Không, cái đó là mối tình đầu. À không có. Phải không Yến? Mối tình đầu không? Bây giờ thì thôi ván đã đắm thuyền rồi anh. Chưa xong rồi. Thời điểm của Hải Yến trước đây, Yến là cái người chủ động trong tình yêu và cả chuyện hôn nhân của mình. Là thường các bạn nữ là khoảng 16, 15, 17 là thời cùng em là bắt đầu có bạn trai rồi. Mình trộm vía nào 19 mới có người ngó. Mà người ta cũng chưa ngó chị, em ngó người ta trước rồi 2 năm sau người ta mới ngó ngược lại em. Cái mà em muốn nói ở đây rằng là cái chuyện có thể có một vài những cái quan niệm rằng là không nên là phụ nữ cọc đi tìm trâu, bởi vì chúng ta sẽ nhận lại về rất nhiều những cái không hay hoặc là rồi đằng nào cũng thất bại thôi. Nhưng trường hợp của Hải Yến, bạn ý đã bắt đầu tình yêu với Yến suốt 4 năm nữa kể từ lúc mà Yến bắt đầu được chấp nhận. Tức là Yến yêu bạn thì 6 năm mà bạn yêu Yến lại thì là 4 năm. Đến người thứ hai là chồng em đang từ bạn chuyển phát sang. Đấy. Và kinh nghiệm của em là gì? Khi mình đã tìm được một cái người đàn ông mà mình cảm thấy phù hợp rồi, tại sao để cho sổng? Bây giờ tôi có thể hiểu khi mà người ta thắng rồi người ta muốn nói gì người ta nói. Thế là khi mà người ta thành công trong cái vấn đề người ta đặt ra, thao thao bất tuyệt, nói làm sao cũng đúng á. Gặp anh thất bại, qua tội nghiệp người ta không? Đâu có đâu, Hải Yến nói là em vẫn phải mất 2 năm để vượt qua những
những cái khó khăn. Chị Tâm nói gì đi chứ. Thì ở cái góc độ một nhà tâm lý thì mình thấy như vậy. Cái cuộc sống hiện đại thì đã làm cho người phụ nữ rất là bận rộn với sự nghiệp. Vâng. Mặc dù cái cơ hội giao tiếp thì nhiều hơn. Vâng. Nhưng mà cái cơ hội để tìm kiếm một nửa của mình á thì lại ít hơn. Và đó cũng là cái nguyên nhân mở đầu cho cái việc tại sao ngày nay có vẻ như là có một cái xu hướng mới, đó là những người phụ nữ hiện đại có cái khuynh hướng là chủ động tìm kiếm một nửa của đời mình. Nếu mà nói đến cái việc chủ động tìm kiếm á, thì chúng ta cũng phải đề cập đến một cái bối cảnh văn hóa của một đất nước. Thì chúng ta thấy rằng là phụ nữ Việt Nam á, kiểu gì thì kiểu người ta vẫn có một cái quan niệm định kiến về cái việc là người phụ nữ quá chủ động trong cái việc tìm kiếm một nửa của mình. Cho nên dĩ nhiên là có những cái phản ứng trái chiều. Phụ nữ mà đã một khi mà đã quyết định ở trong cái tình thế là phải đi tìm trâu thì tức là lúc đó là họ biết họ cần phải làm gì rồi. Còn bây giờ hãy cùng quay trở lại với cặp tình nhân khi nãy, xem coi là cái câu chuyện của họ sẽ diễn ra tiếp tục như thế nào nhé. Anh ơi, em vui quá trời quá đất luôn á. Mà công nhận á, 6 tháng vừa qua á, em hạnh phúc lắm luôn á. Hạnh phúc khi em được ở bên anh á. Anh cũng rất là vui. Em cũng vui lắm đi. Em nè. Dạ. Sắp tới đó. Sao? Là sinh nhật của em. Anh biết luôn hả? Anh có một cái món quà đặc biệt muốn dành cho em. Món quà đặc biệt hả anh? Trời ơi. Em tò mò á, hay là anh bật mí cho em biết đi. Bật mí thì đâu còn gì hấp dẫn nữa. Thôi, bật mí đi mà, tí xíu cũng được. Em thích chơi cái trò chơi gì, đoán gì đó. Đoán gì đó. Đúng rồi, đúng rồi, em thích cái trò chơi đoán chữ á. Thì bây giờ em đoán được không? Em đoán đi. Em đoán là anh sẽ dẫn em đi shopping, đúng không? Mà thô đổi nhiều lắm rồi. Chắc là anh dẫn em đi ăn buffet. Mà cũng không được, em sợ mập lắm, chắc anh biết điều đó. Anh dẫn em đi nước ngoài chơi nè, anh dẫn em đi du lịch, đi Hàn Quốc nè. Rồi em sẽ được đi Hàn Quốc, em được gấp tuyết, em sẽ được hứng như bông tuyết rơi cái anh quỳ xuống trước mặt em, anh cầu hôn. Anh cầu hôn em, trên tay của anh sẽ cầm một chiếc nhẫn 13 carat đeo xuống cái tay của em. Em hạnh phúc quá, rồi chắc chắn anh sẽ dẫn em về ra mắt ba mẹ, đúng không nè? Em hay quá. Em mới hay thôi. Nhưng mà anh nghĩ sao? Anh nghĩ sao? Dẫn em về ra mắt ba mẹ thì tất nhiên rồi, đúng không? Chưa cần thiết đâu. Tại sao chưa cần thiết vậy? Tụi mình yêu nhau 6 tháng rồi, em thấy chúng ta cũng rất là hợp nhau nè. Anh cũng nói thật. Thật là sao anh? Thật sự cái động cơ mà anh đến tìm hiểu em á là do... Do anh tò mò cái tính cách của em. Khi một người con gái như em mà đăng đàn những cái điều táo bạo trên Facebook như vậy, và anh muốn tò mò coi cuộc sống thực tại của em có phải thật là như vậy hay không. Nhưng mà khi quen biết em á thì cũng có nhiều niềm vui, anh cũng thích em lắm. Nhưng mà để cưới em á thì... anh không cần một người phụ nữ tính cách như vậy. Tại sao chứ? Anh cần một người phụ nữ truyền thống. Có nghĩa là anh đang đùa giỡn với em hả? Anh đang đùa giỡn với sự nghiêm túc là cái chuyện em tuyển người yêu đó hả? Một người phụ nữ tính cách như em á, đăng đàn táo bạo trên Facebook như vậy, thật sự bọn anh dè chừng lắm. Để cưới em thì anh nghĩ anh không chắc chắn đâu. Em rất là đẹp, nhưng anh rất tiếc. Nè, tại sao chứ? Cái việc em tuyển người yêu trên mạng là sai hả? Cái đó đối với em là một chuyện rất là nghiêm túc. Anh đang nghiêm túc đó. Nếu em nghĩ em đúng thì em cứ sống theo cách em nghĩ đi. Anh đi đâu vậy? Ê nè, cô tôi 6 tháng rồi, bây giờ bỏ tôi hả? Không có được, đứng lại, giải thích rõ đi rồi đi đâu đi. Nè, rồi họ đã đi rồi, rồi mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào đây? Một tình huống không mong muốn đã xảy ra. Liệu rằng là cái cách hành xử như vậy thì với một người đàn ông như anh Đình Hiếu thì anh cảm thấy thế nào? Một câu đơn giản thôi, không có lửa sao có khói. Nếu sau tháng đó mà họ hướng về một tương lai tốt đẹp của hai người mà để chia tay thì có lẽ là không hợp nhau. Còn nếu mà hai người hướng đến với nhau trong 6 tháng đó chỉ hướng ngoại thôi thì rõ ràng cái chuyện
chia tay này trước sau gì cũng phải đến thôi. Người phụ nữ có quyền đi tìm cho mình một nửa yêu thương, nhưng vấn đề là cái cách mà chúng ta đi tìm, và chúng ta cũng phải có thời gian để thăm dò, để tìm hiểu nữa chứ. Tại sao mà Vân lại đặt câu hỏi này ra với anh Đình Hiếu đầu tiên sau khi tình huống vừa diễn ra? Bởi vì hồi nãy rõ ràng là anh Đình Hiếu có nói rằng là ảnh linh cảm không có tốt về cái tình huống khi nãy. Rõ ràng là cái sự quá vội vàng khi mà đến với nhau thì sẽ không dễ gì mà có được một cái kết quả trọn vẹn, và anh đã linh cảm đúng. Anh là một người đàn ông nhạy cảm. Khán giả suy nghĩ như thế nào ạ? Tôi xin mời em. Thì em cũng nghĩ cái kết quả đó là hợp lý. Vì em nghĩ trong tình yêu thì người chủ động luôn luôn phải là người con trai. Vì khi mà người con gái chủ động, hoặc là họ phải tài giỏi, hoặc là họ phải xinh đẹp. Chứ mà người ta cứ tới tán tỉnh hay là buông lời yêu thương người con trai thì người ta cũng sẽ chấp nhận mình theo kiểu một cách rất là thương hại như vậy, thì nó sẽ không có bền vững được. Em nghĩ chết như rồi vậy. Em nói thế xong tự dưng em lại suy nghĩ chị Vân. Sao nữa này? Chị có rất là nhiều những cái vấn đề thưa chị Vân ơi. Tức là khi nãy Hải Yến có chia sẻ, tức là gì, mối tình đầu của chị là do chị chủ động. Vì ngày đó chị nghĩ rằng là chị không có đủ đẹp để những người đàn ông hoặc những người con trai khác tìm đến chị. Nhưng khi mà vừa nãy em nói rằng là cái tình yêu nó không thể bền vững được bởi vì cái chuyện mà cái người phụ nữ đã chủ động, thì chị là một nhân chứng sống đây. Nên nếu như chị em nào đó hoặc là các bạn gái nào đó mà đang theo dõi truyền hình thì hãy cứ tin tưởng rằng ở đâu đó chúng ta vẫn phải còn một cái niềm tin chứ. Em phải tạo một cái niềm tin cho chị em con gái phụ nữ chứ không? Chúng ta đã tìm một cơ hội để chúng ta tìm một nửa thôi. Còn vấn đề lập gia đình là vế sau rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Chúng ta đang mạc cái vế bắt đầu này. Nhưng mà đó, chưa có bắt đầu rồi sao tôi có vế sau mà mọi người cứ bàn vế sau ngoài. Tại vì vậy nè, tại vì do bạn gái á, rất là trẻ, mới có 22 tuổi thôi. Em có còn nhiều cái hoang mang vô định trong cái chuyện tìm kiếm tình yêu nếu như mình ở trong thế chủ động. Còn anh khác rồi. Anh 38 tuổi cũng hoang mang vậy. Anh Đình Hiếu thì đang vẫn chờ đợi điều đó, mặc dù là ảnh cũng nhá mấy lần rồi nhưng mà chưa có cơ hội. Thôi thì em chúc anh là sẽ sớm gặp đúng thời. Còn với những khán giả, mình rất là muốn được nghe những cái ý kiến đa chiều hơn nữa. Xin mời bạn. Em đồng ý với ý kiến của chị Yến và anh Hiếu là người con gái có thể là chủ động đi tìm, nhưng mà bực tín hiệu với ở một như thế nào. Ví dụ như mà đối với những người con trai mà như là tán tỉnh không có được khéo léo, chứ là không có được chủ động cho lắm, thì mình có thể bật đèn xanh nho nhỏ để cho người ta đánh bật được cái ý chí chinh phục. Còn đối với một người con gái thì em nghĩ là tế nhị lại một tí đối với những người con trai theo kiểu truyền thống. Có nghĩa là theo em là mình sẽ phải khéo léo tùy vào đối tượng người đàn ông phải không? Đúng rồi. Nếu như mà mình chủ động nhiều quá, mình ở như là em thích anh quá, anh Hiếu ơi em thích anh quá, anh làm người yêu em nha, trời ơi, vậy đi. Nhưng mà đối với anh, ở một vị trí như anh thì em rất là khó để phản hồi trả lời lại. Ví dụ như đặt trường hợp là anh không thích thì anh cũng khó có nói. Nhưng mà nếu mà anh đồng ý thì có vẻ như là hơi bị miễn cưỡng. Mình hiểu ý của bạn. Và em nghĩ nếu như một người con gái thì cũng có thể là mình gửi một bài hát này nọ. Ví dụ thôi nha, em thích anh Hiếu thì hát là em hát bài gì? Người yêu ơi yêu mình em được không? Từ giờ và sau này xưa lành nơi đây mùa đông là ngày ta sum vầy, con tim hao gầy, tình yêu đông đầy hay để em chứng minh cho anh thấy. Người yêu ơi yêu thì có gì sai đâu, có sai đâu, không là em thì ai? Để em đưa anh về là tình yêu mãi mê, mặc kệ người ta cười chê, bởi vì tình yêu là thế. Thật ra cái lời bài hát này nó còn mạnh hơn là nói nữa đó. Nói ra nhiều khi ta khó hiểu, còn lời bài hát nó đập thẳng luôn. Anh ơi em hát vu vơ mà. Bởi cách này nó rõ quá. Bây giờ mình sẽ phải hỏi chuyên gia tâm lý nè. Đúng rồi đó. Nãy giờ chị đã nghe hết tất cả chia sẻ của mọi người và thưởng thức luôn cả một tiết mục văn nghệ tỏ tình. Cái cuộc sống hiện đại ngày nay á thì phụ nữ rất là bận rộn và thậm chí là ế đang là xu thế. Đúng rồi. Cho nên là cái việc cọc đi tìm trâu thì cũng bình thường thôi Vân. Nhưng mà vấn đề đáng bàn giống như Hiếu nói là cái cách như thế nào. Bởi vì chúng ta đang sống ở trong một cái đất nước nó có một cái nền văn hóa khác biệt với phương Tây. Tại sao ngày phụ nữ ngày nay á, người ta rất là độc lập, rất là tự tin, rất là hiện đại và rất là cá tính chủ động. Thế thì tại sao mà luôn luôn là phải là người con trai để ý người con gái, rồi thích, rồi yêu, rồi đi chinh phục người con gái? Thì người con gái nhận lời và con người con gái đó hoàn toàn bị động trong cái cuộc yêu đó. Đúng không? Tại vì lúc trước khởi điểm là bắt đầu từ anh ấy.
Vậy thì giống như Hải Yến đi, mình rất là hâm mộ bạn này. Có nghĩa là một người con gái cũng có một cái quyền hoặc là có một cái nhu cầu tìm kiếm tình yêu, tìm kiếm một nửa mà mình yêu thích. Tại sao không? Và mình đi tìm kiếm và mình cũng có thể chủ động tìm thấy cái điều đó. Và mình có thể đầu tư vun quén để làm sao mình có được cái hạnh phúc mà tự mình có được. Giống như là rất là nhiều người hỏi tôi là chị với tư cách chuyên gia tâm lý, thì chị trả lời dùm cho phụ nữ là mình nên lấy cái người yêu mình hay là mình nên lấy cái người mình yêu. Thì cái câu trả lời của tôi á, làm cho nhiều bạn rất là giật mình. Tôi nói là nên lấy cái người mình yêu, chứ không nên lấy cái người yêu mình. Bởi vì cái người yêu mình là hắn chủ động, hắn yêu mình, chưa chắc gì mình yêu hắn. Và cuộc đời mình á, mình trân quý cái cuộc đời mình lắm. Phải không? Mình rất là hiểu được cái giá trị bản thân mình. Vậy thì mình nên sống cho cái tình yêu mà mình muốn có và muốn cho đi. Thì cái đó đó, dù cho hạnh phúc hay là đắng cay, thì đó cũng là cái lựa chọn của mình, đúng không Hải? Đúng vậy. Tràng pháo tay vừa rồi từ tất cả quý vị khán giả và cả những khách mời cũng đã cho thấy là chúng ta đều đồng quan điểm với nhau. Vậy tại sao không? Cứ chủ động tìm kiếm tình yêu của mình, cọc đi tìm trâu thì đã làm sao chứ? Đúng chỉ vậy. Có điều chúng ta hãy thông minh tinh tế để biết mạnh mẽ và nhu mì ở những thời điểm thích hợp. Làm sao để người đàn ông nhận thấy rằng là khi mà người phụ nữ đã chủ động tìm kiếm họ như vậy thì họ thực sự là người đàn ông may mắn nhất. Cảm ơn các khách mời ngày hôm nay, cảm ơn chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Tâm và cảm ơn tất cả quý vị khán giả. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đúc kết lại xem ngày hôm nay cuộc trò chuyện về chủ đề cọc đi tìm trâu có những điểm gì nổi bật nhất. Cái sự chủ động của người phụ nữ đàn ông thích chứ không phải không thích, nhưng mà chủ động quá cái đàn ông người ta sợ. Còn cái cách mà mình ra tín hiệu như thế nào thì mỗi một cô gái tùy theo cái cá tính của mình. Ví dụ một cô gái mà sống trong một cái nền văn hóa rất là mạnh mẽ, rất là Tây, rất là cá tính, thì cô sẽ có thể thể hiện lên Facebook, hoặc là cô sẽ tổ chức những cái party mà luôn luôn nghĩ ra những cái party để mà có hiện diện của cái anh chàng này, để cô thể hiện cái sự dịu dàng, cái sự quyến rũ, cái sự hấp dẫn của cổ. Còn một cô gái mà sống trong một cái nếp nhà truyền thống thì cổ vẫn có thể gửi một bài hát đến cho cái anh chàng kia như cái cô nãy. Thì đó là cái cách mà nó vừa tinh tế, thông minh nhưng mà nó rất là duyên. Như vậy là hôm nay chúng ta đã cùng nhau trải qua một lớp học về quyền năng phái đẹp với rất nhiều những bài học đầy thực tế nhưng cũng vô cùng dí dỏm. Hy vọng là lớp học này sẽ tiếp tục được diễn ra và quý vị khán giả cũng sẽ tham gia cùng với chúng tôi để chúng ta sẽ cùng tìm ra chìa khóa của thành công, tự tin và hạnh phúc, và cũng khám phá ra những quyền năng đặc biệt mà chỉ riêng phụ nữ có mà thôi. Chương trình Quyền năng phái đẹp được phát sóng vào lúc 19:15 tối thứ sáu hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long. Chương trình do Đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Pink House thực hiện. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Quý khán giả có thể xem lại bản full của chương trình ngay sau khi phát sóng qua ứng dụng THVNI tại địa chỉ www.thvnli.vn hoặc tải ứng dụng THVNI trên Google Play hoặc App Store. Cái này là con tim của anh nó theo dõi em chứ không phải là anh. Hơn 10 năm rồi mà anh vẫn còn quan tâm tới mình, anh vẫn còn nhớ tới mình. Tất cả những gì em đang thiếu thốn ở chồng em và chưa được chồng em cho em thì anh sẵn sàng bù đắp cho em. Phải thú nhận sự thật với chồng mình. Phải giải quyết rõ ràng với anh người yêu cũ, cho dù cô ta đã có những cái phút mà gọi là siêu lòng. Nếu mà anh đang tấn công ngay từ đầu như thế thì mình phải có một cái biện pháp ngăn chặn luôn. Nếu như cái tình cũ này mà nó đẹp, mà nó lãng mạn, thú vị như vậy thì tại sao chúng ta phải chia tay?